sở hữu khu nhà xưởng rộng 1.000 m² với đầy đủ các loại máy móc tiên tiến phục vụ quá trình phân loại sấy khô nông sản. Lợi nhuận thu về mỗi năm lên tới 3 tỷ đồng. Không chỉ làm giàu cho bản thân, người nông dân này còn tạo ra công ăn việc làm ổn định thường xuyên cho 20 lao động tại xưởng, đồng thời nhận bao tiêu sản phẩm cho hàng chục hộ nông dân tại địa phương. Mô hình của ông được chính quyền địa phương đánh giá rất cao. Cái hộ mà tham gia sấy hành như ông Bảy ở thôn Mạn Đê là khá là nhiều. Thế nhưng để mà được một cái mô hình tốt, ổn định, tạo được cái việc làm cho bà con ấy thì không hiếm như nhà ông Bảy đây là tiêu biểu. Người nông dân đó là ai? Con đường thành công của ông ấy ra sao? Nhà xưởng của ông ấy có gì đặc biệt? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong chương trình Sao Thần Nông ngày hôm nay. Xã Nam Trung, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương được biết đến là vùng đất thuần nông. Từ bao đời nay, sinh kế của bà con chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Ngoài hai vụ lúa, người nông dân kiếm thêm thu nhập từ việc trồng các loại cây vụ đông như hành, tỏi. Tuy nhiên, có những năm thời tiết bất thuận, sản lượng không cao, giá bán cũng thấp. Cá biệt có những năm, sau hàng tháng trời dãi nắng dầm mưa với củ hành, người nông dân chỉ mong sao hòa vốn. Họ gọi đó là những vụ hành cay mắt. Mà ít không được bao nhiêu, cũng có nhà đầu, nhà lụi thì lại thì hòa vốn với nhà lại thì lại lỗ vài trăm hay một triệu. Thế năm ngoái 16.000 một cân mà năm nay có 8.000 thì là giá xuống một nửa. Cảm thấy là rất là buồn, nhưng nông dân là phải muốn là nó phải giá là cao cao lên thì bà con nông dân đỡ khổ. Nhìn thấy rõ những khổ cực của người nông dân quê mình, ông Vũ Đình Bảy suy nghĩ, nếu quê mình có thật nhiều những công ty, nhà máy, xưởng chế biến, thu mua nông sản thì bà con sẽ bớt khổ. Với suy nghĩ đó, từ năm 1995, chính với số tiền dành dụm từ việc làm nông, ông Bảy quyết định lập xưởng thu mua nông sản, đầu tư hệ thống máy móc phục vụ cho việc sấy hành. Ban đầu chỉ là 1-2 chiếc máy đơn giản. Gần 30 năm trôi qua, giờ đây, máy móc tại xưởng của ông ngày càng hiện đại, tiên tiến, có máy trị giá lên tới tiền tỷ. Bây giờ mà cứ làm theo phổ thông như trước kia là không ổn, nên tự mình phải bươn giải lên, phải dám nghĩ ra làm, khẳng định là cứ giữ cố hủ là chỉ làm nho nhỏ hay là làm không dám đầu tư thì thực sự là cũng không thể phát triển được kinh tế. Mình đã nói cho người dân là dòng và mình thu mua từ đầu đến cuối là người dân xung phong ngay, vì người dân người ta chỉ muốn trồng trọt được đầu ra chắc chắn, hàng tháng thanh toán tiền là người dân nó sướng rồi. Hiện tại, xưởng sấy nông sản của ông Bảy sở hữu nhiều loại máy móc chuyên biệt, phục vụ từng khâu trong việc sấy hành như máy cắt, máy sấy, máy giò kim loại, máy phân loại hành. Mỗi loại máy có giá thành khác nhau, từ vài chục triệu lên tới cả tỷ đồng. Dù chi phí đầu tư máy móc tốn kém, nhưng hiệu quả mang lại vô cùng tuyệt vời. Không chỉ tiết kiệm thời gian sản xuất, năng suất sản phẩm gấp hàng chục lần so với làm thủ công. Trong một cái bó hành ấy, người dân có thể không thể làm được 100 dăm. Nhưng mà máy người ta sẽ làm 100 dăm. Vì không may một cái lá úa vàng có thể máy nó bắn ra. Hay cổ trắng xén cao xén thấp nó sẽ bắn tách riêng ra. Vì cái đấy nó không đạt vào cái tiêu chuẩn của công ty xuất khẩu. Nên công ty yêu cầu mà mình không đáp ứng được máy móc như thế là cũng người ta không nhập hàng. Xanh là ra một bên này, trắng ra một bên này và úa ra một bên. Giảm thời gian sản xuất, tăng số lượng sản phẩm. Tuy nhiên, giá trị của những chiếc máy này vẫn chưa dừng lại. Lợi ích tuyệt vời của chúng sẽ tiếp tục được ông Bảy chia sẻ trong những phút tiếp theo của chương trình. Đã có hàng chục năm gắn bó với nghề sấy nông sản, ông Bảy cho biết, những chiếc máy hiện đại ngày nay không những mang lại hiệu quả cao, mà chúng còn giúp tiết kiệm được rất nhiều chi phí thuê nhân công lao động. Qua đó, lợi nhuận thu về cũng nhiều hơn. Trước kia là không có dùng máy móc thì nó rơi tầm khoảng 15-20 người
chỉ có nhà lá thôi. Một tháng là 15-20 người đã phải mất khoảng 70-80 triệu rồi của một tháng. Mà 20 người đấy nó cũng không thể đáp ứng 100% cho công ty được, vì vẫn bị phải trả về, vì vẫn còn tạp chất. Nhưng bắt buộc là phải đầu tư máy móc, thì đầu tư rõ ràng 1-2 tỷ, nhưng mà người ta mình lại sẽ thu sau theo hàng năm 2 năm hoàn vốn thôi. Cái sản phẩm các công ty mì đưa ra cũng rất cao, vì bây giờ là sản lượng nó lớn này, lại xuất khẩu nhiều này, nên mình mà không đáp ứng được là cũng bị sẽ tụt lại sau này. Ông Bảy coi đây là những món bảo bối giúp xưởng của ông ngày càng phát triển. Những bảo bối này giúp ông có thể thuyết phục được những đối tác khó tính trong và ngoài nước. Trên thông tư đại chúng hội nhập các nước ASEAN mà bây giờ mình không sắm máy móc là mình không cạnh tranh được, không thể xuất khẩu được. Không xuất khẩu là mình không thể mang cái nông sản Việt Nam mình, cái quê hương mình đi các nước được. Nên bắt buộc là phải đầu tư. Mới có 3 cái máy nó rơi tầm 2 tỷ. Thì mang lợi nhuận và các công ty này không thể chê được cái gì. Thương trường và như chiến trường, mình lúc nào cũng phải đi đầu, suy nghĩ dám nghĩ dám làm. Mục tiêu hàng hóa và thay đổi về máy móc là hàng đầu. Với ông Bảy, ngoài máy móc, chất lượng sản phẩm mới là mấu chốt quyết định sự thành bại của xưởng. Muốn chất lượng đảm bảo thì nguyên liệu đầu vào phải tốt. Muốn sản phẩm tốt thì xưởng phải sát sao với từng hộ dân, từng đơn vị cung cấp nguyên liệu đầu vào. Cái hàng tươi này mà cái chất lượng nó không đạt được màu xanh là mình sản xuất là nó không thể ra màu xanh được. Thì đương nhiên là công ty trả về là thiệt hại rất lớn cho công ty. Phải dặn dò người dân và công nhân làm theo đúng cái chỉ tiêu của công ty đưa ra. Cái độ là xanh cổ này và cái độ xanh muốt, nó không được đốm, không được đỏ. Qua quá trình này rồi lại phải sấy xong, lại còn cho bao nhiêu máy phân tích màu và dò kim loại mới xuất được ra nhà máy mì. Hiện nay, ngoài hành, xưởng của ông Bảy cũng đang sản xuất rất nhiều mặt hàng nông sản khác theo từng mùa vụ. Điều này giúp ông có hàng bán quanh năm và tránh việc phụ thuộc vào một mặt hàng. Đặc biệt là cơ sở của ông Bảy thì làm nhiều loại mặt hàng, cho nên là làm quanh năm. Chứ có nhiều cơ sở thì người ta chỉ làm một vụ thôi, theo thời vụ thôi. Nhưng nhà ông Bảy thì ông ấy làm cả hành củ, hành lá, rồi làm cả gừng nghệ, tức là các loại nông sản theo mùa vụ. Mùa nào thức đấy. Một mặt hàng không thể ông làm giàu được. Về nông sản thực phẩm thì nó phải rất trên nhiều sản phẩm sấy khô xuất khẩu. Tức là không may mình năm nay nó mất mùa cái mặt hàng này thì các đơn vị khác, đơn mặt hàng khác nó sẽ đỡ được. Mỗi mặt hàng là đều có lợi riêng của nó. Nhưng nếu 15 mặt hàng mà có một mặt hàng chết thì nó không ảnh hưởng gì. Nếu mà mình kinh doanh 3 mặt hàng, một mặt hàng chết này, 2 mặt hàng kia không thể gánh được. Hiện tại các mặt hàng nông sản từ xưởng của ông Bảy đang được bao tiêu bởi một số đơn vị sản xuất mì gói, bột canh lớn trên cả nước. Ngoài ra, sản phẩm cũng được xuất khẩu sang một số thị trường nước ngoài như Anh, Nhật, Trung Quốc. Qua đó, mỗi năm ông có thể thu về số lãi lên tới 3 tỷ đồng. Nhìn vào những thành công ngày hôm nay, ít ai ngờ rằng ông Bảy cũng đã từng là một người nông dân chân lấm tay bùn, khởi nghiệp với hai bàn tay trắng. Mình cũng đi trồng hành, rồi tưới hành, rồi cũng đi cày cấy như nông dân này. Từ cái gọi là hai bàn tay trắng, tức là trong một cái gia đình cũng nông dân đông anh em và cũng nghèo khó mà ông ấy vươn lên. Lúc đấy là chúng tôi cũng nghĩ là cũng đều bị mắc lừa. Cũng đã khổ rồi lại còn lại khổ hơn. Chặng đường đến với thành công của ông Bảy là một chặng đường dài với đầy chông gai và thử thách. Những năm tháng ấy của ông Bảy ra sao, ông ấy đã vượt qua nó như thế nào, tất cả sẽ có trong những phút tiếp theo của chương trình. Xuất thân từ gia đình thuần nông, cuộc sống của ông Bảy xưa kia cũng như bao người, quanh năm gắn bó với việc trồng lúa, trồng hành tỏi và các loại rau củ quả. Kinh tế nông nghiệp quanh năm hai vụ lúa, năng suất thấp kém. Một số cây vụ đông trồng ra mà không tiêu thụ được. Hành tỏi mang đi khắp nơi giao bán, có khi ế lại mang về. Mình cũng đi trồng hành, rồi tưới hành, rồi cũng đi cày cấy như nông dân này. Cứ dòng màu đại trà thôi, chưa có một cái đầu ra gì là sáng suốt. Một lắng hai sương gọi là gian khổ, nhưng mà lại phải phụ thuộc theo thời tiết. Mưa bão rồi sương mù hay mưa nhiều phát là
hỏng. Gian khổ quá thì nói chung là mình cũng đi ra ngoài là mình cũng phải nhìn nhận và đi học hỏi, rồi là tự mình phải vươn lên. Thì thực sự nếu mà cứ để mà cứ coi quẫn như nông dân là chắc là không ổn. Năm này qua năm khác, chăm chỉ, cần cù, nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo. Muốn thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn, ông Bảy nghĩ đến việc đi xuất khẩu lao động sang Đài Loan, Trung Quốc. Tôi làm bao năm rồi mà chả đẻ ra tiếng nào. Cuối cùng là bắt buộc là phải vượt cái khổ là phải đi lao động nước ngoài. Làm cái gì lao động phổ thông thì làm cái gì làm thôi. Chỉ theo công ty báo là đi làm cái gì mình làm đấy. Quyết tâm thoát nghèo, ông Bảy dành thời gian 2 năm học tiếng, cùng học phí 20 triệu đồng đóng cho công ty. Tuy nhiên, ông đã bị lừa. Học cả một lớp mấy trăm người còn về hết. Nói chung là lúc đấy là chúng tôi cũng nghĩ là cũng đều bị mắc lừa. Nó đã khổ rồi lại còn lại khổ hơn. Thì toàn ở các nơi xa như Hải Dương, Bắc Giang, Bắc Linh đi lên học. Thực sự là bức xúc. Xã hội nói chung là người tốt thì nhiều mà tại sao này dân nghèo lại toàn gặp những người nó lừa quả này. Nói chung là anh em toàn nghèo khổ với đi học để đi gọi là để làm giàu và đỡ đần cho gia đình. Nghĩ xác định là thôi chắc là số trời đã định rồi, thôi đúng ở chân quê thì sản xuất cái làng nghề thì mình chắc cũng không đi đâu nữa. Quyết định là phải nghề của mình là nghề chính. Quay trở lại mảnh đất quê hương làm lại với nghề nông. Nhưng ông Bảy không làm nông đơn thuần nữa. Ông quyết định thu mua hàng của bà con để đi chào mời nơi các tỉnh xa, không đợi chờ việc thương lái đến thu mua. Mình nghĩ một cuộc sống này nhân dân quá khổ, đầu ra thì lại không có ông nào để mà lo được cái đầu ra cho nhân dân ổn định, tiên phong để đi tìm cái nguồn đầu ra. Cũng hy sinh lắm chứ. Nhiều lúc hy sinh tiền thì rõ ràng mang đi để tìm cửa ra, nhưng mà cũng chưa thể là một nắng một sớm một chiều mà đã tìm được. Quyết tâm thôi là chưa đủ. Điều ông Bảy còn thiếu lúc bấy giờ chính là kinh nghiệm. 95-96 tôi đã phải mang hành trở vào Vinh bán, chưa va chạm hành nhiều mấy. Để thuê ký ốt ở phòng cháy chữa cháy Vinh ấy thì cứ mỗi một ngày nó lại thu đi một ít vì nó lóng thối. Thì hành mà để chờ lóng thối thì đúng nó không thể trụ được. Lỗ vốn, vất vả ngược xuôi đi chào hàng. Nhưng ông Bảy chẳng bỏ cuộc. Ông luôn lấy câu nói vạn sự khởi đầu nan để tự củng cố quyết tâm cho mình vượt qua những khó khăn. Trời chẳng phụ lòng người. Sau nhiều năm tháng bôn ba, việc kinh doanh của ông Bảy bắt đầu thuận lợi hơn. Các đối tác làm ăn bắt đầu hình thành. Tích lũy được một số vốn nhất định, ông quyết định mở rộng quy mô xưởng thu mua nông sản của mình, đầu tư máy móc, trang thiết bị để làm ăn lớn. Tuy nhiên, mọi chuyện chẳng dễ dàng như vậy. Quyết định là chuyển sang vào công nghệ lò hơi nước, chứ không mà sấy chứ cái sấy lò than, chuyển sang lò hơi nước lại bị một cú lừa về lò hơi nữa, tiền lại mất lại tật lại mang. Cú lừa đấy thì thứ nhất là lò hơi của nó thì mình lại không va chạm lò hơi bao giờ, mà lại độc nghe những người ta giúp đỡ nhưng mà toàn kiểu kiếm lời không, thì cứ bảo là tốt nhưng cuối cùng nó không tốt, chứ không mất cái tiền ngu đấy thì chắc cuộc đời mình cũng chỉ là nghe mới này đi học hỏi thì cũng chưa đủ. Rút kinh nghiệm, ông Bảy tìm hiểu, tìm đến với những điểm bán uy tín để mua máy móc. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính. Khi máy móc hoạt động trơn tru, đem lại hiệu quả, thì nhiều khó khăn khác lại ập tới với ông. Khi là trục trặc kỹ thuật, khi là mất điện. Đặc thù của việc kinh doanh nông sản yêu cầu yếu tố tức thì. Nếu không được xử lý, bảo quản ngay, thì nông sản sẽ bị hỏng chỉ trong một thời gian ngắn. Hàng liền lúc nhập về 20-30 tấn hành lá tươi như ở dưới kia mà không sản xuất ngay là nó hỏng. Thì đương nhiên là chỗ đấy 20-30 tấn lại đi hàng 100-200 triệu đấy, nhiều lúc nó cũng cực kỳ nguy hiểm. Nhắc về những khó khăn trong quá khứ, nhưng chưa bao giờ ông Bảy cảm thấy buồn. Bởi với ông, đó là những bài học xương máu. Số tiền bị lừa, số tiền thiệt hại kinh doanh là học phí cần phải trả cho cuộc đời. Ông vẫn hay đùa vui, cuộc đời chính là người thầy, là người dẫn đường, chỉ lối cho ông đến với thành công ngày hôm nay.